Đây, để mình test lại cho các bạn xem lần nữa này. Trời ơi, chơi quá là đã luôn các bạn ơi. Mình nghiện cái món này rồi. Xin chào 500 anh em. Ngày hôm nay như đã hứa thì mình sẽ lại tiếp tục đập hộp Pop It cho tất cả các bạn cùng xem nhá. Sáng nay thì mình vừa mới nhận được một kiện hàng Pop It gửi từ bên nước ngoài về các bạn ơi. Và đây, đây chính là kiện hàng Pop It của chúng ta nha các bạn. Mình sẽ quay cận cảnh để các bạn xem nhá. Đây các bạn ơi, kiện hàng đến từ nước ngoài này. Kiện hàng này đến từ shop Logistics Sorting Hub nha. Mình rất là hay đặt hàng trên cái shop này. Trong gói hàng này thì chúng ta có tới 23 sản phẩm này các bạn ơi. Quá là nhiều luôn. 23 sản phẩm thì tha hồ mà đập hộp luôn nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ khui cái kiện hàng này ra cho tất cả các bạn cùng xem nhá. Đây, kiện hàng của chúng ta đây các bạn ơi. Wow, quá là nhiều Pop It ở bên trong luôn. Con Pop It đầu tiên của chúng ta dày và rất là chắc chắn nha các bạn. Và cái âm thanh thì rất là to. Ok, mình sẽ qua với con Pop It tiếp theo. Con Pop It tiếp theo của chúng ta đây các bạn ơi. Trời ơi, quá là dễ thương luôn. Con này có tên là Christmas Tree nha. Có nghĩa là cây thông Noel. Nó là một con Pop It có dạng móc khóa nha các bạn. Cái này thì chúng ta có thể dùng để trang trí móc chìa khóa nha. Phải nói là rất là đẹp luôn. Đây, mình sẽ móc cho các bạn xem này. Bây giờ mình sẽ test luôn cái con Pop It này nha. Nó rất là dày các bạn ơi. Nó dày giống như là những cái con Pop It PVC. Nó có cái nhựa màu trắng á, mình từng đập hộp trước đây này. Y như là quả bóng bay luôn ý. Đẩy không ra luôn này. Trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ test ở bên mặt trái nha. Christmas Tree nha. Con Pop It cây thông Noel dạng móc khóa rất là đẹp luôn này các bạn. Con này thì có giá là 24k nha các bạn. Nếu như các bạn thích thì mình sẽ để lại link sản phẩm ở phía dưới phần mô tả nha. Mình sẽ qua với con Pop It tiếp theo. Ta-da! Spider-Man các bạn ơi! Cũng là một cái dạng treo móc khóa nha các bạn. Ngoài treo móc khóa thì chúng ta có thể treo trang trí những cái đồ vật gì đó cũng được này. Ví dụ như là đeo cặp này. Đó, cái dây này thì mình thấy đeo cặp rất là hợp nha các bạn. Wow, cái miếng silicone này cũng rất là dày các bạn ơi. Đó, nó dày không thua gì cái con này đâu. Mặt bên phải thì mình thấy nó kêu rất là nhỏ này. Đây, mình sẽ chơi mặt bên trái. Mình sẽ xỏ cái dây vào nha. Con này thì cũng có giá là 24k nha các bạn. Mình cũng sẽ để lại link sản phẩm ở phía dưới phần mô tả nha. Ok, qua với con Pop It tiếp theo nào. Con Pop It tiếp theo của chúng ta đây các bạn ơi. À quên, con này không phải là Pop It mà là Pop Pop nha các bạn. Con này có tên là Pop Pop Yellow nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem này. Đó, các bạn đã bao giờ thấy cái món đồ chơi như thế này chưa? Chắc chắn là chưa đúng không? Bởi vì Việt Nam vẫn chưa có cái món đồ chơi này đâu các bạn ơi. Mình thấy nó bán chung shop với Pop It cho nên là mình đã mua về này. Và con này chơi cũng khá là hay nha. Khi mà các bạn bóp hai cái này nó dính lại với nhau á. Và thả ra thì nó sẽ hút nhau. Sau đó thì nó sẽ tạo ra tiếng kêu nha. Đây. Oh. What? Oh, bóp nhẹ nhẹ như thế này. Nhả ra rất là dễ này. Đó, còn mình bóp mạnh nha. Không nhả ra luôn. Cái này mà cho thêm nước xà phòng vào nữa thì thôi, bó tay luôn. Kêu rất là to nhá. Đây, để mình test lại cho các bạn xem lần nữa này. Trời ơi, chơi quá là đã luôn các bạn ơi. Mình nghiện cái món này rồi. Wow. Pop Pop Yellow này thì có giá là 29k nha các bạn. Các bạn đã thấy cái món đồ chơi nào thú vị như thế này chưa? Chắc chắn là chưa đúng không? Bởi vì Việt Nam chưa có đâu. Không biết đã có bạn nào sở hữu được cái món đồ chơi Pop Pop này chưa? Hãy nhớ comment ở phía dưới cho mình được biết với nha. Ok, mình sẽ qua với món đồ chơi tiếp theo nha các bạn. Ta-da! Các bạn ơi, lại thêm một con Pop Pop nữa. Và con này thì có tên là Pineapple Rainbow. Đấy, Pop Pop Pineapple Rainbow nha các bạn. Hình trái dứa này và nó có một màu, hai màu, ba màu, 4 màu, 5 màu. Mới có 5 màu thôi mà người ta cũng gọi là rainbow rồi. Nhưng mà nó quá là đẹp luôn các bạn ơi. Lần đầu tiên mình thấy con Pop Pop đẹp như thế này luôn á. Con Pop Pop này thì có giá là 35k nha. Nó đắt hơn cái con yellow này nhiều các bạn ơi. Đó, con này chỉ có 29k nhưng mà con này tới tận 35k. Test thử cho các bạn xem này. Ở đây thì mình thấy nó chưa dính lắm này các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà cho một tí nước vào thì nó sẽ bám rất là chắc luôn.
Nó bám chắc như này các bạn, không ra luôn nhá. Đây, phải bóp như thế này mới ra này. Kêu rất là to nhá. Con Pop Pop Pineapple này thì có giá là 35k nha các bạn. Và cuối cùng là con Pop It Butterfly. Trời ơi, quá là đẹp luôn các bạn ơi. Này thì mình nhìn giống như là cái lỗ để treo trang trí các bạn ơi, có thể là treo vào cặp này hoặc là túi sách này hoặc là chìa khóa thì nó to quá chắc không hợp đâu, mình nghĩ là treo cặp với túi sách là vừa rồi các bạn. Đây là con Pop It Butterfly và nó có giá là 39k nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tổng kết lại những cái con Pop It mà mình đã đập hộp trong cái video ngày hôm nay cho tất cả các bạn cùng xem nha. À, không chỉ có Pop It đâu mà còn có cả Pop Pop nha các bạn. Đầu tiên là con Pop It Diamond Rainbow, con này có giá là 39k, rất là đẹp luôn này các bạn ơi, nhìn nó rất là bóng bẩy nha. Tiếp theo là con Pop It Cheat Merch Tree, con này có giá là 24k nha. Một dạng Pop It móc khóa, cái này dùng để treo chìa khóa thì phải nói là khá là đẹp, khá là xinh. Tiếp theo là Pop It Spider-Man, con này cũng là một con Pop It móc khóa dây đeo trang trí nha các bạn. Con này cũng có giá là 24k. Tiếp theo là món đồ chơi Pop Pop Yellow 29k các bạn ơi. Trời ơi, chơi con này phải nói là quá là đã luôn các bạn ơi. Mình chơi con này mình cảm thấy nó nghiện hơn cả Pop It luôn đấy các bạn. Tiếp theo là Pop Pop Pineapple Rainbow, con này thì có giá là 35k nha các bạn. Con này mặc dù đắt tiền hơn nhưng mà nó hút không bằng cái con Yellow các bạn ơi. Mình không hề quảng cáo đâu nha, mình thấy sao thì mình bảo vậy thôi. Hút rất là kém nha các bạn. Cái này mình nghĩ là phải cho thêm nước vào thì nó mới hút được mạnh hơn. Cuối cùng là con Pop It Butterfly, con này có 5 cái Pop It rất là to, phải nói là siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Và nó có 5 màu khác nhau nha, rất là đẹp luôn này. Con này thì có giá là 39k. Trong cái video đập hộp ngày hôm nay thì có lẽ là mình thích nhất là hai con Pop Pop này các bạn ơi, chơi rất là đã tay luôn. Các bạn phải cầm lên trên tay chơi thì các bạn mới cảm nhận được. Mình khuyên các bạn là nên mua những cái con Pop Pop này về chơi thử nha, bởi vì nó rất là thú vị luôn. Nếu mà các bạn chơi những cái con này rồi, có khi các bạn còn nghiện chơi hơn cả Pop It luôn ấy. Còn các bạn thì sao? Tất cả những cái món đồ chơi trong cái video đập hộp ngày hôm nay thì các bạn thích nhất là cái món đồ chơi nào, hãy nhớ comment ở phía dưới cho mình được biết với nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ qua với phần trả lời bình luận. Bình luận đầu tiên của bạn Khôi Vlog: em mua tam mờ ở thế giới Rubik nhưng vô tới thành phố Hồ Chí Minh xong nó không chạy nên không nên đặt đồ điện tử ở nơi xa. Timer đặt về mà nó không chạy à? Có thể là em nói có phần đúng, nhưng mà anh nghĩ như thế này này, đặt đồ điện tử ở nơi xa thì em nên đặt ở những cái shop uy tín á. Bởi vì những cái shop uy tín thì sẽ có trách nhiệm một đổi một với những cái sản phẩm hỏng hóc. Và nếu như các em không ưng ý về sản phẩm thì có thể đổi trả thoải mái đó. Bình luận thứ hai của bạn Khánh Linh: anh ơi, con Pyramid Duo đấy đắt là do nó là hàng hiếm đấy anh, khó kiếm lắm anh ạ. Wow. Nói như vậy đây là một con Rubik thuộc loại hàng hiếm hả các bạn? Cái giá của nó hơn 200k luôn đấy các bạn ơi. Không ngờ là mình vẫn có cơ hội sở hữu được một em Rubik hiếm như thế này. Phải công nhận là đáng đồng tiền bát gạo ghê các bạn ơi. Không biết là có những cái con Rubik gì hiếm nữa không để mình sưu tầm nhỉ? Nếu như các bạn biết thì có thể comment ở phía dưới cho mình được biết với nha. Bình luận thứ ba của bạn Đàm Ngọc My: anh củ cải ơi, làm về Rubik rắn 96 đốt đi anh. Ờ đúng rồi, mình vừa mới chỉ làm về Rubik rắn 24 này, Rubik rắn 36 này và Rubik rắn 72. Còn Rubik rắn 96 thì mình vẫn chưa làm. Ok, vậy thì mình sẽ đặt hàng về và review cho các bạn xem ở những video lần sau nha. Bình luận thứ tư của bạn Trần Ngọc Toàn: hu hu, em fan chân chính mà anh không tìm cho em hu hu. Có lẽ là anh quên, sorry em. Nhưng mà bình thường thì anh sẽ thường hay kiểm tra lại tất cả bình luận và anh sẽ tìm tất cả những cái bình luận đó, cho nên là mọi người cứ yên tâm đi nha. Bình luận cuối cùng của bạn Emily Phạm: Pop It đẹp quá, em cũng có vài cái trong đống Pop It ấy. Chúc anh lên 100 sắp nhanh. 100 súp à? Anh có nghe nhầm không ta? Có lẽ là em rất thiếu, ý em muốn nói là 100 ca súp đúng không?
Ok, cảm ơn em rất là nhiều và hãy nhớ luôn luôn ủng hộ cho kênh của anh nha. Đến đây thì cũng đã kết thúc cái video của chúng ta rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.